Sau thành phố Hồ Chí Minh thì Đồng Nai đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh do Zika. Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thì nguy cơ bùng phát dịch là rất cao, đặc biệt ở các địa phương có mật độ dân số cao như thành phố Biên Hòa, Nhân Trạch, Trảng Bom và Long Thành. Theo đó, mới đây vào chiều ngày 20 tháng 12, Đồng Nai ghi nhận thêm một ca nhiễm virus Zika, bệnh nhân là nam, 51 tuổi, tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Tính đến nay, Đồng Nai đã chính thức ghi nhận 2 ca nhiễm virus Zika. Sở Y tế Đồng Nai đã chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng các tỉnh, đặc biệt là những địa phương trên tiến hành diệt long quăng và phun hóa chất diệt muỗi. Trong đó đáng chú ý là những phường lân cận với nơi đã ghi nhận ca mắc Zika là phường Tân Biên, An Bình. Mật độ muỗi hiện không cao nhưng ở các địa phương có mật độ dân số cao, công nhân lao động đông thì khả năng dịch bệnh lây lan cũng sẽ cao hơn nhiều.